làm thì không có việc làm nữa chứ. Bảo dưỡng xe, rồi sale 20%, siêu thị xe máy Dũng Đại Phát, mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương và đại lễ 30/4, 1/5, giảm giá từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, nhận ngay combo quà tặng và thay nhớt nữa, áp dụng từ ngày 1/4 đến ngày 1/5. Ủa tính ra là, ủa gần hết rồi anh chị, gần hết rồi. Dạ, Ngũ Nguyễn em xin chào mọi người nha. Thì từ ngày 1/4 đến ngày 1/5, hôm nay đã là ngày 28/4 rồi. Có nghĩa là sẽ còn ngày 28/4 hôm nay và ngày mai là ngày 29/4. 29/4 là cái ngày giỗ tổ Hùng Vương. 30/4, 1/5 thì hai ngày này mọi người quá rõ rồi đúng không? Thì chắc chắn luôn, 100% luôn, các anh chị công nhân nè, viên chức nhà nước thì chắc chắn tất cả những ngày này mình đều được nghỉ hết. Thì trong cái video hôm nay em sẽ cập nhật giá tại bên Dũng Đại Phát. Nếu mà trong cái kỳ nghỉ lễ này anh em nào mình có nhu cầu mua xe thì mình tranh thủ trong cái thời gian này, những cái ngày nghỉ của mình đó chị, mình mua xong và thì cũng còn cái thời gian nó trải nghiệm với xe, rồi mình yêu con xe mình hơn này, có thời gian mình ngắm nghía đó, chứ mình mua xong bữa nay mai đi làm cũng chán đó không. Rồi được tặng quà tặng gì nữa nè, rồi về mình rửa xe trong dịp lễ với nó là một công đôi chuyện anh chị em mình ha. Rồi bây giờ thì sao ta, giờ quay tiếp gì giờ trời, chắc là em nói sơ về hướng đường đi đi ha, rồi vô trong mình cập nhật giá luôn. Camera giúp anh em mình đi ra ngoài đi em. Vậy nè, ra đây mình chỉ thực tế cho bà con luôn. Cái hướng này nè chị, hướng bên trái nè, hướng này nè. Ở đây tính ra là cũng là ngay cái ngã tư luôn nè. Đây, ngay cái ngã tư luôn mọi người. Đây là ngã tư Đại Vu nha. Cái hướng này á, mọi người mà đi thẳng lên phía trên luôn thì mình đi về hướng của khu du lịch Đại Nam. Còn hướng này nè, mình đi thẳng lên luôn, đi về hướng của nào ta, Bến Cát ha, Mỹ Phước ha. Giờ đi vào bên trong đây để cập nhật giá cho mọi người ha. Mấy anh kỹ thuật này tươi dữ, nhìn cười quá trời. Đây, qua đây chị. Wow, đi tới đây mới thấy được là cái Vision mà cái phiên bản thể thao quá, bản thể thao. Dòng này phải nói là một trong những cái màu mà đẹp nhất bây giờ luôn. Của bản Vision nha anh em ha. Anh hát là cũng nhiều. Đây, mình vào trong đây anh chị. Rồi, em chào chị Thu nha. Dạ. Chào tất cả các bạn nhé. Dạ. Chào tất cả các chị bạn. Em mình vào đây đi. Dạ. Địa chỉ chắc hôm nay em giới thiệu rồi, giờ chắc nhờ chị Thu mình nhắc về cái cách thức mà các chị ngồi đây nè, mấy cái ngân hàng này cho mọi người nắm rõ cái ha. Đầu tiên thì mình cũng giới thiệu với các bạn là cửa hàng mình á là bây giờ hiện tại là có 4 ngân hàng. Cái thứ nhất là HD, cái thứ hai là Homedit, cái thứ ba là MB và VBank. 4 ngân hàng là các bạn nhân viên ngân hàng hầu như là túc trực ở đây á để hỗ trợ mình ấy. Đặc biệt là mấy ngày lễ này thì mình không có đi làm. Mình được cái thời gian nghỉ dài là 4 năm ngày lễ mà mình đang có dự định mua xe á. Thì mình đến với cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát thì luôn luôn có nhân viên ngân hàng túc trực ở đây và cửa hàng luôn luôn hoạt động là bình thường nha các bạn nha. Yeah. Và đặc biệt hơn là đối với những cái dòng mà xe số như là Sirius này, Wayampha này, GSX này, thì đối với những hoặc là Zoomitafin này, những cái dòng xe đó khi mà các bạn đi mua trả góp á thì mình được giảm giá là 500-700.000 đồng nhé. Còn đối với mà như dòng xe tay ga này, Mio này, hoặc là Vision á, hoặc là Vaio thì những cái dòng xe này đang được cái hỗ trợ là giảm giá là lên đến 1.000.000 đồng. Và ngoài ra những cái dòng xe mà tay côn á thì được giảm giá là lên đến là 1.500.000 cơ. Wow. Hoặc là những cái như là cái xe ly như thế này này, mình cũng được trợ giá lên đến là 1.000.000 đồng. Nên là cái thời điểm này á, là trong cái dịp lễ này nè, chỉ có một ngày, những ngày lễ trong năm là mới được ưu đãi lớn đến như vậy thôi. Yeah. Luôn thôi các bạn ạ. Và được ngân hàng hỗ trợ 24/24. Thì cửa hàng hoạt động từ 7:30 và lên đến là 8:30 tối luôn. Thì các bạn mua xe thì liên hệ với mình trước để được nhận ưu đãi và được hỗ trợ là nhiệt tình nhất. Ví dụ như có những cái dòng xe mà không cần trả trước là như Wayampha này, Sirius này, Mio này, hoặc là Vision này, hoặc là Vaio, chỉ trả lên đến là 3.000.000 đồng là mình cũng có thể nhận xe được rồi. Nên là bạn nào mà có nhu cầu thì hãy gọi điện về cho mình nhé. Dạ thì như chị Thu chia sẻ thì chắc chắn 100% là trong cái ngày ngày mai là ngày 29/4 cũng như là cái ngày mình đó là ngày giỗ tổ 10/3, 30/4 mỗi năm, thì tất cả ba ngày lễ lớn này thì bên cửa hàng mình cũng đều mở cửa, cũng như các anh chị bên ngân hàng người ta cũng vẫn làm việc bình thường. Đúng rồi, vẫn hoạt động bình thường và hỗ trợ thời gian là nó sẽ dài hơn. Nói chung là giờ nào từ 7:30 á
đến là 8 rưỡi tối luôn. Thì lúc nào cũng có ngân hàng để hỗ trợ các bạn và nhân viên cửa hàng là hoạt động bình thường nha các bạn nha. Dạ. Thường thì mình hay cập nhật từ phía đầu cửa hàng với lại những cái dòng tay ga. Hôm nay chị em mình cập nhật từ xe số trước đi chị Thu ha. Dạ. Những cái dòng mà em thấy anh chị hay là các bạn trẻ bây giờ cũng chuộng nè, những cái dòng như là Future đó. Future trắng này nếu như mà ví dụ vui cái là lỡ trong ngày mai ngày mốt gì đó mà khách hàng mà đến đây nhiều mà mình khoái nhất cái màu trắng này, cỡ mình còn màu nữa để đáp ứng với mọi người không chị? Còn chứ. Dạ. Xe thì hầu như là còn ở dưới kho chứ các bạn. Một cái cửa hàng này thì cũng không thể là chất hết được. Dạ. Bởi vì cái không gian ở cửa hàng này nó rất là bé. Dạ. Hầu như là các bạn mà mua mà ví dụ như không thích màu này thì mình có màu khác thì cửa hàng vẫn hỗ trợ mình được nha các bạn nha. Và đặc biệt hơn là cũng lên màu theo phong thủy của mình. Mình không thích màu trắng, mình có thể là lên màu hồng, màu xanh, tùy theo ý thích của các bạn. Cửa hàng vẫn hỗ trợ là phí chợ màu sơn là chỉ là 1,5 triệu thôi nha. Còn đối với mình báo giá xe nha. Dạ. Future á, thì đối với bản màu trắng này nó đang có cái mức giá là 38 triệu đồng nha. Dạ. Giá mình cũng nói luôn với các bạn là nhiều khi các bạn coi rất là nhiều kênh hoặc là như Thu báo giá là xưa giờ với các bạn là giá cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát báo cho các bạn là Thu báo ở đây là có thuế rồi. Tức là cái thuế VAT 10% VAT đầy đủ rồi. Không phải là khi lên cửa hàng là mình cộng 10%. Dạ. Ví dụ như mình có thể là báo xe này 34 triệu nha các bạn nha. Mình trả trước 3 triệu cũng được. Nhưng mà khi lên cửa hàng mình sẽ cộng 10% lên thì nó thành 38 triệu đúng không? Dạ đúng là, rồi. Thì nó mới ra giá xe. Nhưng mà mình đã báo giá xe rồi chỉ cộng với tiền biển số. Ví dụ như các bạn ở huyện thì nó dao động là tầm 1 triệu 8 đến hơn 2 triệu một xíu. Dạ. Còn như ở thành phố thì thuế là 5% thì nó sẽ cao hơn nha các bạn nha. Dạ. Bởi vì thành phố thì cái phí bốc biển của xe này là mất 2 triệu rồi. Nó cao hơn nên là các bạn cứ tham khảo và tư chi tiết á. Dạ. Thì nhắn tin hoặc là gửi hồ sơ qua Zalo cho Thu, Thu sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn. Dạ. Còn đối với xe này á thì giá của nó là 38 triệu đối với màu trắng nha. Dạ. Thì cái này còn... mình có thể làm chứng cũng như là mình có thể khẳng định được luôn là trước giờ mà quay bên Dũng Đại Phát thì cũng rất là lâu rồi, thì hầu như mình chưa có thấy anh chị nào mà phàn nàn về cái việc giá. Ví dụ như báo một giá mà lên bán giá cả, hình như là chưa thấy, chưa một cái bình luận nào cả. Nên là có thể là những anh chị khách hàng á, ở xa thì mình xem cái video này cũng có phần yên tâm hơn tí xíu nha. Dạ. Còn riêng cho em hỏi riêng về cái màu trắng này, bây giờ em thấy những anh chị lớn tuổi người ta chạy thì bình thường rồi. Còn những các bạn trẻ bây giờ cần những cái mà độ như là lên quê Thái gì đó, em thấy là lên da yên đỏ này rồi mấy cái nhựa này kia là nếu như mà các bạn trẻ thì hầu như họ sẽ yêu cầu cái thứ nhất là cửa hàng sẽ là bọc một cái in màu đỏ nha các bạn nha. Yeah. Rồi cái phần nhựa như thế này này mình sẽ lên mà nhựa đỏ thì nó sẽ là giống như một cái con là quay gọi là Future Thái á các bạn. Yeah. Thì cửa hàng vẫn độ lên cho các bạn, vẫn bọc in xe và cái phần nào mà sơn được màu đỏ thì mình vẫn sơn cho các bạn và đổi màu cà vẹt cho các bạn bình thường nha các bạn nha. Yeah. Tại cửa hàng luôn nha. Vẫn có hỗ trợ anh em. Dạ rồi, ok. Dạ. Chị. Và mình trả trước đối với 3 triệu đồng là mình cũng có thể nhận xe nha. Ngoài ra đối với dòng xe Future này, mình trả trước là 40%, mình sẽ nhận được cái gói cà vẹt gốc. Thì đối với xe này mình trả trước tầm là 16 triệu là mình cũng nhận được gói cà vẹt gốc rồi nha. Dạ rồi. Hoặc là 15 triệu đi là mình cũng nhận được gói cà vẹt gốc. Còn đây là bánh, đối với bánh mâm của dòng xe mà Future thì có màu xanh với có cả màu đen nữa và đây là màu xám xanh. Thì đối với bản này á, mình đi mua thì giá của nó đối với màu này thì nó sẽ rẻ hơn màu trắng. Nó chỉ có là 36 triệu 900 thôi. Yeah. Thì mình cũng trả trước là tầm là 3 triệu là mình cũng có thể nhận xe nha các bạn nha. Yeah. 3 triệu đồng. Hai cái đây. Màu này mình cũng bằng giá là 36 triệu đúng không? Đúng rồi, bằng giá nhau. Yeah. Còn ngoài ra thì đối với Future thì nó sẽ có một cái bánh căm nữa. Bánh căm của nó thì hiện tại nó đang có cái mức giá là 34 triệu 900 nha. Yeah. 34 triệu 900 là hiện mình có thể là... Hiện tại cửa hàng em không thấy cái phiên bản đó, nếu như khách hàng có nhu cầu thì chắc chắn là mình cũng sẽ lấy từ trong kho ra. Đúng rồi, mình sẽ lấy từ trong kho ra là để đưa cho các bạn là cái bánh căm của các bạn nha. Mình lấy bánh căm, cũng có bánh căm nha các bạn nha. Rồi, ok rồi. Nha anh chị. Giờ mình qua đây tới cái dòng Cirrus FE. Cirrus FE thì đối với dòng Cirrus FE á thì đang có cái mức giá đối với bản này á là 24 triệu 500. Đối với bản này là 24 triệu 500. Thì đối với dòng xe này á, mình có thể là trả trước cho cửa hàng á là tầm là 2 triệu đồng á là mình có thể là nhận xe được nha. Dạ. Yeah. 245 là dành cho phiên bản bánh mâm thắng đĩa cao cấp nhất luôn như thế này hả sao chị? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Là cao cấp luôn nha. Dạ. Yeah. 24 triệu 500 ngàn anh chị nha. Thì như lúc đầu chị Thu có chia sẻ thì xe này mình sẽ được giảm giá từ 500 đến 700 đúng không? Đúng rồi, xe này mình có thể giảm giá là từ 500 đến 700 ngàn đồng á. Từ 500 đến 700 ngàn đồng. Còn mấy cái hộp này là hộp gì chị Thu?
Cái này là cái định vị của nó. Đây, định vị và chống trộm. Cái này hình như là chống trộm này các bạn này. Khi mà các bạn gắn chống trộm á, thì các bạn cũng được là giảm giá là 40% nha. Và chính sách bảo hành của nó cũng là 1 năm. Nếu như mà nó có bị vấn đề gì thì các bạn mang ra cửa hàng là được hỗ trợ. Với lại trên đây nó sẽ có cái số tổng đài á, nó sẽ hỗ trợ bạn 24/24 nha. Một đổi một đấy các bạn ạ. Hoặc là gắn 3 ga phụ kiện á, thì các bạn cũng được giảm nha. 245 là dành cho bản mâm đĩa cao cấp nhất. Còn nếu như mà khách hàng có nhu cầu cam đĩa hay là một cam đùm gì đó cho nó thấp tiền hơn thì mình có không? Có. Cam đùm thì hiện tại giá của nó là 22 triệu, còn cam đĩa của nó thì nó là 23 triệu nha các bạn nha. Thì đối với cam đùm và cam đĩa thì mình có thể là không trả trước cũng được. Còn đối với như mà mâm FI này á, thì mình trả trước là tầm là 2 triệu đồng á, là mình có thể nhận xe được nha. Còn đây là một cái em là Wazer SX, một dòng xe mà cũng rất là tiết kiệm xăng, ngang ngửa với lại xe Future đấy các bạn ơi. Đối với bánh mâm này á, thì hiện tại nó đang có là 26 triệu nha các bạn nha. 26 triệu mà mình cũng trả trước là 2 triệu là mình có thể nhận xe. Còn đối với cam đùm của nó á, RSX á, thì nó là 22 triệu 300. Còn đối với như mà cam đĩa của nó á nhá, cam đĩa mà cái cam đĩa ấy, thì nó đang có mức giá là 24 triệu 300 nha các bạn nha. Thì mình cũng có thể là đối với cam đùm, cam đĩa mình không trả trước cũng được, nhưng mà đối với cam mâm như thế này là mình cũng phải trả trước là 2 triệu. Đúng rồi, tại vì giá trị nó cao hơn rồi. Mua trong cái dịp lễ mình sẽ giảm từ 5 đến 700 ngàn đối với cái dòng xe số này luôn, đúng không? Đúng rồi, chỉ có trong dịp lễ này thôi, nên là các bạn mua thì tranh thủ nha. Nếu như khách hàng cũng đang có ở ngân hàng để làm hồ sơ thì sẽ được các bạn hỗ trợ tư vấn rất là nhanh. Còn đây là một dòng xe WM Pha, thì như màu đỏ này, thì hiện tại nó sẽ có màu trắng này, xanh này, đỏ này, và một đen nhám. Đen nhám thì đặc biệt, còn đối với màu đỏ này thì nó đang có cái mức giá là 19 triệu 800. Mà mình đăng ký biển số ở huyện đó, thì với cái độ tuổi như là học sinh sinh viên mà mình mới đủ 18 tuổi á, thì các bạn thường thường là chỉ có mình căn cước công dân thôi. Và cũng sở hữu ngay cái dòng xe này mà cũng có thể là không trả trước được nha các bạn nha. Rồi khi chia sẻ là những bạn học sinh sinh viên hay là những anh chị mà cần có phương tiện đi lại bền, ngon, tiết kiệm xăng, thì những cái dòng này với dòng Sirius mới nói là tuyệt vời rồi. Mình nhiều bạn đã nói thẳng là mình đang eo hẹp với cái tài chính của mình á. Mình muốn là mua mà để lấy cái đi làm, đi chơi và sở hữu một cái mà vừa tiết kiệm mà vừa xịn và vừa bền, thì mình sở hữu ngay với dòng xe WM Pha này nha. Rồi giờ mình lên đây tới Winner ha. Đây là sẽ là dòng xe Winner V3 mà bản CBS này nha các bạn nha. Đối với bản CBS này nó đang có cái mức giá là 35 triệu 500 nha các bạn nha. Đối với xe này thì các bạn đi mua thì cũng có thể là không cần trả trước cũng được nha. Còn tùy theo điều kiện kinh tế của các bạn, có thì mình trả trước tầm là 2-3 triệu đồng nha. Còn đối với V3 này nó sẽ có màu đỏ này, màu đen bóng nữa, và đây là màu trắng nha các bạn nha. Nó đồng giá như nhau. Còn đối với mà cái bản như mà ABS á, nó sẽ có màu đen, màu bạc và màu đỏ, thì giá của nó là 37 triệu nha các bạn nha. 37. Mà mình không trả trước cũng được. Và ngoài ra mình có một cái phiên bản mà HNC, thì mình có xe mà khách mới cọc thì mình để bên kia. Thì cái bản đấy là mâm đồng, bản thể thao mà giới hạn của 2023. Mâm của nó là mâm đồng, thì giá của nó là 38 triệu 500 nha. Mấy cái bản ngay cả C hay là ABS gì mình cũng đều không trả trước được hết đúng không chị? Đúng rồi, mình có thể là không trả trước cũng được nha. Rồi, còn đây, còn là, đây là bản V2. Mình sót lại một cái bản V2 này. Bản này thì nó là của ABS, mà V2 rất là xịn, thắng ABS ở trên đây. Thì đối với bản này đang có cái mức giá là 36 năm. Mình đi mua trả góp thì mình có thể là không trả trước cũng được nha. Không trả trước cũng được. Còn đây là dòng Exato 155, và anh chị lưu ý đây là những cái phiên bản màu đời mới không nha. Đen bóng này nhưng vẫn là phiên bản mới chứ không phải đời cũ đâu. Đây là đen bóng mà phiên bản mới này. Đây là phiên bản cao cấp nha các bạn nha. Đây là cao cấp của EX 155 đời mới. Thì bản này nó đang có cái mức giá là 46 triệu đồng. Còn đối với mà cái bản mà tiêu chuẩn của nó cũng là đen bóng như thế này, mà nó có cả đỏ, cả cam nữa, thì giá của nó thì hiện tại đang có 43 triệu 500 thôi. Mình cũng có thể là trả trước đối với dòng xe này là 3 triệu đồng nha. Còn rồi, có qua đây, cả Exato 150 nè. 150 mà đây là bản giới hạn luôn. Nhiều bạn mà đang còn chưa phân biệt được á, đang hay bị lộn màu với cái bản mà của GC á, thì bản GC nó mình cũng có xe nha. Giá xe của nó là 435. Mình trả trước tầm là 3 triệu rưỡi là mình nhận xe. Còn đây là
bản mà của 2023 bạn giới hạn luôn của em 150 đời mới, có màu xám cam này, màu xanh này, màu xanh kia giống như xanh GB và một màu trắng nữa. Hot trend đồng giá của nó là 45 triệu đồng nha các bạn nha. Yeah. 45 triệu mà mình chạy trước tầm là 4 triệu mình nhận xe nha. Như chị Tu chia sẻ lúc đầu video là mấy công tay mình được giảm nhiều hơn mấy xe số đúng không? Đúng rồi, mình được khi mà mình mua vào trong cái dịp lễ này á, được chương trình của công ty đang ưu đãi là giảm lên đến 1 triệu đồng á cho khách hàng nha. Nên là mình tranh thủ trong cái đợt này để sở hữu ngay nó nha. Đây còn có một cái màu xanh mà của Exciter 100, phải nói là rất đẹp anh chị nha. Màu xanh đây họ màu xanh. Họ có đẹp cực kỳ luôn, rất xanh, là đẹp xanh đen quá đẹp luôn. Anh em nào thích thì liên hệ chị Thu nha, có thể để chị Thu chụp hình hay là có video gì đó gửi qua Zalo cho anh em mình xem chẳng kỹ hơn, chứ hôm nay mình quay cũng tổng quan thôi à, không kỹ lắm đâu. Dạ, các bạn mà kết bạn Zalo với Thu ấy, Thu sẽ gửi mẫu cho các bạn, bởi vì mình có quay từng cái clip của video một của từng cái dòng xe một á, nó rất là đẹp nha các bạn nha. Khi mà mình quay chung như thế này thì mình chỉ nhìn thấy một hàng chung thôi, mình nhìn thấy đầu xe thôi, mình không đi được chi tiết hết, nên là các bạn muốn tham khảo xe nào thì cứ mạnh dạn kết bạn Zalo với Thu để Thu hỗ trợ tư vấn cho các bạn một cách tốt nhất nha. Để mình an tâm khi mà mình đến cửa hàng á, là mình làm hồ sơ xong mình có thể dính xe về nha. Còn đây là một em mà mới kinh. Đối với nó cũng là ẹt nhưng mà nó là tên gọi là mới kinh, dòng xe nhập khẩu. Thì đối với dòng xe này thì nó đang có cái mức giá là 49 triệu thôi. Mình trả trước tầm là 5 triệu đồng là mình có thể nhận xe rồi nha. Này anh em không xa lạ rồi, Exciter là tên gọi của Việt Nam. Còn em ở kinh thì nó cũng là của ẹt nhưng mà tên gọi của dòng của nước Indonesia. Và đây là xe nhập nguyên con luôn. Đúng rồi, dòng xe nhập khẩu này nó đã có cái hải quan rồi, mình làm biển số thì rất là nhanh nha các bạn nha. Nhanh là bấm số cho các bạn. Còn đây là cái mẫu mà Vayo, thì Vayo nó sẽ có của Việt Nam mà nó có cả Indo đối với 125 và 160, thì đây là những cái mẫu mà của là nhập khẩu nha các bạn nha. Nhập khẩu như cái con này là ABS này, hiện tại nó đang có mức giá là 53 triệu thôi và mình chạy trước tầm là 6 triệu đến 7 triệu đồng là mình nhận xe rồi. Mà lên màu sơn, như mình lên màu sơn như này thì cho nó đẹp, tại màu zin của nó thì nó là đen với xám thôi, thì lên màu là 1,5 triệu. Phí màu sơn là bảo hành là 1 năm nha các bạn nha. Chính sách bảo hành của xe nhập khẩu thì bảo hành tại cửa hàng, sẽ được nhân viên bảo hành tại cửa hàng nha các bạn nha. Nên mình cũng cứ yên tâm. Tiếp theo là dòng ly ha, cho những chị em phụ nữ gia đình hoặc là các anh cũng được, thiên hướng gia đình thì mình cứ lựa chọn cái xe này cực kỳ là tiện dụng luôn. Đúng rồi, đối với bản tiêu chuẩn thì đang có cái mức giá là 39 triệu đồng nha. 39 triệu thôi, mà mình trả trước là 3 triệu là mình có thể lấy xe rồi. Còn như màu bạc như thế này thì mình lên sơn thì cộng thêm 1,5 triệu. Còn đối với mà bản cao cấp của nó đang có mức giá là 40 triệu nha. 40 triệu mình cũng trả trước là 3 triệu, còn phiên bản đặc biệt của nó là 42 triệu nha các bạn nha. Nó sẽ có màu bạc với màu đen nhám nha. Tiếp theo là những cái dòng AB, chắc em đoán là cái mẫu này chắc là không có xa lạ được với người Việt Nam của mình rồi. Dòng đối này với nó là cực kỳ bền luôn á. Cái dòng xe này thì nó tầm trung, thì AB với bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có màu đỏ với màu xanh. Thì màu đỏ với màu xanh nó là bản tiêu chuẩn nhưng mà nó là chìa khóa xịt mắc cây nha. Đời mới của 2023 và cái cốp của nó rất là hiện đại và rộng nha. Trong đây nó cũng có cổng sạc USB luôn nha các bạn nha. Trên xe thì nó cũng có phụ kiện như ốc vít này kia đầy đủ hết cho mình á. Thế mình rất là tiện khi mà mình đi đường dài nha. Cốp AB cũng rộng lắm anh chị, không thua nào đâu. Chắc mình chỉ nghĩ là chỉ sau ly thôi chứ không có sau ai đâu, cũng rộng lắm. Đối với cái dòng xe này thì nó hiện tại đối với bản tiêu chuẩn này đang có cái mức giá là 41 triệu 500. Mình trả trước tầm là 3 triệu là mình lấy xe. Còn đối với mà cái bản phiên bản đặc biệt như thế này này thì nó đang có mức giá là hôm nay nó còn là 42 năm. Thì mình cũng trả trước là 3 triệu đồng là có thể lấy xe rồi nhá. Còn ngoài ra thì đây là Vayo. Cái bản mà Vayo mà của 2022 mà mình lên sơn như thế này. Sơn 3D màu xám bạc rất là đẹp nhá. Đối với bản 2022 thì hiện tại nó đang có cái mức giá là 43 triệu đồng nha các bạn nhá. Mình trả trước đối với dòng xe này là hôm nay là 3 triệu là mình có thể nhận xe nhá. 3 triệu đồng. Còn nếu mà đối với những cái màu sơn thì chắc mình cũng vẫn là quen thuộc là 1,5 triệu đúng không chị? Đúng rồi, sơn nhiều hay sơn ít, sơn to hay sơn nhỏ thì nó cũng chỉ là có 1,5 triệu thôi nha các bạn nha. Còn đây là cái phiên bản mà cá tính này của xe Vision. Một cái phiên bản là rất là màu, rất là hot trend mà dáng rất là cao. Đối với cá tính mà sẽ có bản đen với bản xám, xám này thì đang có mức giá là 39 triệu nha các bạn nha. Mình chạy trước cũng là 3 triệu thì mình có thể nhận xe rồi. 3 triệu thôi, rồi đi xuống đây thì mình có, đây là cái bản mà tiêu chuẩn của Vayo 2022 này. Và lên sơn màu cam thì giá của nó là 43 triệu, mà lên màu thì cộng thêm 1,5 triệu thôi.
mình trả trước tầm là 3 triệu là mình có thể nhận xe nha. Yeah. Ngoài ra thì có cả mà 2023 thì nó sẽ có chìa khóa xịt mắc cây như màu trắng, màu đen, màu xanh. Thì giá của 2023 như những cái bản này nó đang có mức giá là 44 triệu đồng. Yeah. Và mình trả trước cũng tầm là 3-4 triệu là mình có thể nhận xe nha. Yeah. Ngoài ra mình không thích bản riêng như thế này thì mình có lên sơn 3D như thế này. Thì phí lên màu của nó là cũng là 1 triệu rưỡi nha. Yeah. Xem màu nào bao cả về màu đấy, lên phụ kiện như thế này thì giảm 40% nha. Và các bạn cũng thấy là đối với mà cái dòng xe Vario của 2023 này á, cái mâm của nó thì mâm đôi giống như là 150 của phiên bản 2022 đổ về trước rồi đó chị các bạn. Mẫu thiết kế nhìn cũng có cạnh thể thao hơn, cũng như tiện dụng có cốp để đồ nè, rồi có cổng sạc USB nữa, nói chung là tiện dụng rất là nhiều. Mình thấy là nó không khác gì 150 thôi, nó chỉ khác một cái là ở cái phân phối của nó thôi nha các bạn nha. Thay vì mình cũng không chạy đến 150 phân phối đâu, mình cũng chỉ đi đến 60, 70, 80 là cao thôi. Thì cái kiểu dáng xe nó giống y chang luôn nha các bạn nha. Yeah. Tiếp theo là một cái dòng xe Honda Taiga quốc dân, thì mình nghĩ là người Việt Nam, đặc biệt là những phụ nữ là không có xa lạ rồi. Đó là dòng Honda Vision nha. Đây là Vision. Vision thì nó sẽ có 4 cái phiên bản tiêu chuẩn này, cao cấp này, đặc biệt và cá tính. Như cao cấp này thì ở đây nó đang có cái mức giá là 34 triệu 900. Yeah. Mình chạy trước tầm là 2-3 triệu rồi mình nhận xe. Còn đặc biệt thì nó đang có cái mức giá là 36 triệu nha các bạn nha. Yeah. Mình cũng chạy trước 2-3 triệu rồi mình nhận xe. Còn bản tiêu chuẩn của nó thì nó đang có mức giá là 33 triệu đồng nha. Yeah. Và cá tính của nó thì như cá tính đen thì nó đang có mức giá là 38 triệu. Okay. Còn cá tính xám thì nó đang có cái mức giá là 39 triệu nha. Yeah. Là mình muốn, quan trọng là các bạn thích màu nào, phiên bản nào thôi. Thì giá của dòng xe Vision rất là tốt rồi. Mình trả trước tầm là 2-3 triệu đồng là mình nhận xe nha. Như mấy cái tiêu chuẩn đen là chị mới vừa báo là nó là ba mấy chứ chị? 33 triệu nha. Nếu như đây, mà hiện tại cửa hàng có những cái màu đen như thế này nè, hoặc là có những cái màu sơn nhưng mà chị em mình chưa vừa mát, chưa ý, thì có thể là thay đổi một cái màu sơn theo thích của mình. Thì ví dụ như từ 33 mình chỉ có 34-5 thôi. Đúng rồi, nó 34-5 thôi. Rất là đẹp nha. Yeah. Còn đây là Vario Mio M3 thì giá của nó là hôm nay còn là 27 triệu 900 nha các bạn nha. Mình có thể là không chạy trước đối với dòng xe này cũng được nha. Còn trên đây thì mình có lên màu mà xanh tím này. Đối với Vario thì các bạn chạy trước tầm là 4 triệu nha, 4 triệu đồng là nhận xe nha. Xuống đây là mình có SH bản CBS này. Mà nhiều khách hàng rất là kiếm cái màu đỏ này thì giá của nó là 59 triệu 500 nha các bạn nha. 59 triệu 500, mình chạy trước tầm là 9 triệu đến 10 triệu là mình nhận xe nha. Còn trên đây có Vario mà bản zin của nó là màu đen nhám này các bạn này. Mình chạy trước là 4 triệu là mình có thể nhận xe rồi nha. Dạ. Giá của nó là 44 triệu nha. Đây, giờ mình qua đây tới cái màu SH rất là đẹp luôn nè. Màu trắng nha anh chị. Trắng cũng như là SH nam cũng đều có luôn. Đây là cái bản mà màu trắng này. Dạ. Của SH Mo nha, bản CBS. Dạ. Thì đối với bản này, nó đang có cái mức giá là 59 triệu 500, mình có thể là trả trước 9-10 triệu là mình có thể nhận xe rồi nha. Đây là màu trắng với màu đỏ, rất là đẹp và rất là sang nha. Còn đối với bản ABS ấy, thì nó cũng khác nhau ở cái gì, khác nhau ở cái thắng xe ở cái bánh đầu trên thôi. Chung là khác nhau cũng chỉ có cái thắng ABS thôi anh chị. Còn nếu như mà mọi người mà không có nhu cầu đó thì mình đã lựa chọn những bản thấp như này để mình tiết kiệm một tí xíu chi phí, mà mình thấy cũng nhiều chứ mà tí xíu đâu, cũng nhiều lắm đó. Dạ, nó cũng hơn, hầu như là nó hơn cả 10 mấy triệu các bạn. Yeah. Cả 10 triệu các bạn. Yeah. Và nó đang có mức giá là 69 triệu nha các bạn nhé. 69 triệu mình trả trước 12-13 triệu nha. Yeah. Còn đây là bản mà CBS của 125SH á. Yeah. Thì nó đang có mức giá là 80 triệu thôi. Mình trả trước 18 triệu là nhận xe. Còn đối với ABS giá của nó là 88 triệu nha các bạn nhé. Yeah. Mà mình trả trước tầm là 23 triệu đến 24 triệu là mình nhận xe nha. Dạ, mấy cái mẫu nam này giờ mình thấy là giá nó cũng giảm đi cũng rất là nhiều rồi. Đây, giờ chị em mình sẽ lên phía trước nha. Lên phía trước để cập nhật tiếp những cái dòng xe. Mình đây là vẫn những cái dòng mẫu Vision nè. Mẫu Vision mà cá tính thể thao này các bạn này. Yeah. Vision mà cá tính thể thao giá của nó là 39 triệu nha. Yeah. Mình cam kết 100% là mình báo giá là có thuế, có VAT, có VAT đầy đủ rồi. Các bạn chỉ còn cái phí đăng ký biển số thôi. Ở biển số ở huyện thì có thể là tầm là 2 triệu hoặc là hơn 1 triệu tùy theo xã, tỉnh thành mình thôi nha các bạn nha. Yeah. Màu này rất là đẹp và dáng của nó là thể thao, và 2023 thì nó có những cái chữ như thế này nha các bạn nha. Yeah. Đây là màu zin chứ không phải là màu sơn lại nha các bạn nha. Giá thật là 100%, báo sao là bán vậy. Mình cũng xin khẳng định là mình
mình cũng khẳng định thay cho cửa hàng là như vậy luôn, để anh chị các bạn mà đã từng fan của mình theo dõi của mình lâu để yên tâm hơn, chứ không phải là báo để dụ khách lên rồi mình sẽ cộng cái này cộng cái kia rồi mất lòng tin khách hàng cửa xa đến nha anh chị ha. Riêng đối với dụng đề phát thì mình cũng xin khẳng định như vậy đó. Nè, em cũng cảm ơn quý khách hàng là từ khắp tỉnh thành, có khi là từ Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng hoặc là Đồng Tháp rất là xa xôi mà các bạn vẫn bắt xe lên đến cửa hàng á để gặp Thu để mua những cái chiếc xe mà báo là rất là đúng giá luôn. Thì trong cái dịp lễ này thì mình cũng tri ân rất là nhiều, nên là các bạn tranh thủ nhá. Còn đây cũng là xe Vision luôn nhá. Đây là màu xám và màu đen. Xe Vision thì tại sao cửa hàng nhiều đến như vậy? Tại vì Thu bán rất là chạy đối với dòng xe này. Hầu như khách hàng nam hay nữ hay là các cô chú lớn tuổi ấy cũng đều rất là thích đối với dòng xe Vision này. Giá nó lại phải chăng mà góp nó cũng rất là rẻ dàng luôn. Góp thì mình chỉ trả trước là vài triệu mình cũng có thể là góp được cái chiếc xe Vision mà tay ga xịn như thế này rồi nha. Ở đây là Mio M3 thì giá mình báo là 27.900.000. Thì mình có thể là không trả trước đối với xe này cũng được. Còn nếu như mà anh chị có điều kiện thì mình trả trước tầm là 13-14 triệu là mình nhận gói cả vật gốc rồi nhá. Rồi giờ chị em mình lên trên đây lại thì đây là phía trong lúc nãy thì chị em cũng có quay những cái dòng Sirius FE rồi, thì ở đây cũng chỉ là một cái màu thêm thôi, 24.500.000 đối với mâm đĩa đúng không chị? Đúng rồi, 24.500.000. Còn đây là dòng bình xăng con đó, đây chị xăng cơ chưa cái FE là mấy màu ở đây nè. Thì nó sẽ có là 19.800.000 này. Đối với cam đùm này các bạn ơi, 19.800.000 đối với cam đùm này. Cam đĩa của nó thì 29 và mâm rửa xe của nó là 22 triệu nha các bạn nha. Các bạn có thể không trả trước đối với dòng xe này nha. Đặc em biệt thấy là nhiều bạn bây giờ á, đặc biệt là những bạn giới trẻ đó thì sẽ chuộng cái dòng Sirius này rất là nhiều. Đặc biệt là anh em nam á nha, chuộng Sirius nhiều lắm, đủ thứ á, từ màu sơn đến bánh mâm, rồi mâm căm kiểu, rồi gấp, rồi phuộc, ngay cả cái bô nữa. Thì cái vấn đề này nếu như mà các bạn trẻ bây giờ đang có xem cái video này thì mình có hỗ trợ được vấn đề đó không chị Thu? Được các bạn ơi, tại vì cái dòng xe này á là hầu như là các bạn trẻ rất là chuộng. Hầu như là mình bán được cho tất cả các bạn tuổi tiên ấy, học sinh sinh viên ấy. Mà có những bạn mà chỉ có mê là mê Sirius thôi, bởi vì em mua về để em độ. Bởi vì xe Sirius này mình thấy này chạy rất là khỏe nha các bạn nha. Đúng rồi, bốc lắm. Bốc lắm. Giới trẻ chuộng là nhiều cũng đương nhiên thôi, bốc mạnh lắm anh chị. Mà nó cũng rất là bản mới, giờ xe nó cũng rất là tiết kiệm xăng nha các bạn nha. Với lại nhiều bạn hỏi là em 18 tuổi có mua được không, có thể đứng tên xe được không? Dạ có, 18 tuổi đủ ngày đủ tháng là mình sở hữu ngay một em Sirius này này, hoặc là của em fan này này, là không cần trả trước và cũng có thể là đứng tên xe được bình thường nha. Các bạn đừng có lo cái vấn đề mà đứng tên xe được hay không, quan trọng là từ 18 tuổi các bạn sẽ được trả góp. Còn tất cả cái tên tài sản các bạn là từ khi các bạn có chứng minh là bạn đã đứng được rồi. Ví dụ như giờ 15-16 tuổi bạn mua vẫn được, nó quan trọng đó là chỉ mua tiền mặt thôi. Còn trả góp thì phải từ 18 đổ lên nha các bạn ha. Còn đây là quay pha thì đã đa số chung là những anh chị trung trung lớn tuổi ha, hoặc là những người thích tiết kiệm xăng đâu ha. Đây là cái dòng xe của em pha này. Dòng xe của em fan này thì giá của nó là 19.800.000 nha các bạn nha. Còn đối với mà cái bản đen á, bản đen nó là 20 triệu nha. Có đen nha các bạn nha, tại vì có đen, tại vì xe đang về á, hầu như là chiều nay này nó sẽ lên tới này. Các bạn mua là Thu sẽ đáp ứng nhu cầu cho các bạn, còn không mà không lên kịp thì Thu sẽ bóc ra cho các bạn được nha. Màu đen nó chắc nhỉnh giá hơn mấy màu này hả chị? Nó chỉ nhỉnh giá hơn là 200.000 thôi các bạn. 200 thôi. 200 thôi, còn màu thì nó có này xanh này, trắng này, đỏ này nha các bạn nha. Cái này là 2023, nó là cũng là một cái dòng xe mà rất là tiết kiệm xăng nha các bạn nha. Rất tiết kiệm xăng. Ở đây thì nó là Sachia này, Sachia. Và Rider này. Sachia nhập khẩu thì hôm nay nó còn có 53 triệu thôi các bạn ơi. Và lên màu sơn 3D như này thì cộng thêm 1 triệu rưỡi thôi. Thì nó là 54.500.000 cho cái màu sơn 3D này thôi. Còn ngoài ra thì nó có sẽ có những cái màu zin khác như là xanh, đỏ, trắng. Thì các bạn thích màu nào thì mình hỗ trợ màu đó. Và mình trả trước đối với dòng xe Sachia này á thì mình trả trước tầm là 7 triệu đến 8 triệu nha. Nhận xe rồi. Còn Rider thì nó đang có mức giá là 48 triệu nha. Mấy cái này sơn màu thì cũng cứ đơn giản là 1 triệu rưỡi thôi. Đúng rồi. Và chị Thu bao cho mình là ra tên đúng trong cà vẹt hết. Đúng rồi, ra tên đúng cà vẹt. Còn Rider thì 48 mà mình trả trước là 5 triệu là lấy xe nha. Còn có một cái dòng xe Sachia Việt nữa thì nó đang có cái mức giá là 50.500.000 thôi. 50.500.000 thì mình trả trước tầm là 6 triệu nha. Là mình nhận xe. Đây thì mình có một cái xe Winner mà của bạn mà CBS, CBS màu đỏ nha. Ấn tượng quá em ơi. Như cái mức giá của nó là 36.500.000 nha. Đối với xe này thì mình không cần trả trước cũng được nha các bạn nha. Còn ngoài ra thì nhiều bạn vẫn hỏi là
bây giờ còn như AB150 thì ngưng sản xuất rồi này. Dạ. Có vẫn hay hỏi là AB160 thì nó dạ. có, nó sẽ có bản tiêu chuẩn này, dạ. bản đặc biệt. Thì nó đang có cái mức giá là 61 triệu nha các bạn nha. Dạ. 61 triệu. Còn các bạn mua quan tâm đến dòng xe nào thì cứ gọi cho Thu, Thu sẽ hỗ trợ. Dạ. Thì những cái dòng xe mà chính hãng thì các bạn cứ yên tâm là được bảo hành chính hãng. Các Hét Honda hoặc là Yamaha thì cũng ở Yamaha Thao. Còn những cái dòng xe mà xe nhập á thì bên cửa hàng mình vẫn hỗ trợ bảo hành tương tự giống hãng luôn. Đúng rồi. Dạ. Tức là cửa hàng vẫn bảo hành giống như ở hàng. Các bạn mang ra sẽ được các anh thợ ở đây sẽ tư vấn cho các bạn và bảo trì bảo dưỡng cho các bạn theo đúng theo định kỳ nha các bạn nhé. Và ngoài ra thì thời điểm này á, nhiều bạn hay hỏi rằng là có đổi xe không. Có, cửa hàng thu xe cũ đổi xe mới tại cửa hàng luôn nha. Các bạn chỉ việc chạy xe ra và mang cái cà vẹt xe của đó thôi. Chạy ra đến đây thì Thu sẽ chụp cái con xe của mình á. Bên Thu mua sẽ báo giá cho các bạn và các bạn ok thì mình đổi sang. Ví dụ như xe thu 11 triệu mà các bạn chỉ muốn trả trước 5 triệu để đổi sang xe Vision thôi cũng được. Còn 5 triệu là mình cầm tiền mặt về nha các bạn nha. Dạ. Rất là dễ dàng. Rồi, đó là những cái thông tin bên cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát. Thì cũng như lúc đầu em có chia sẻ rồi thì trong cái 3 ngày, đó là ngày 29, 30, mùng 1. Và theo em biết là ngay cả ngày mùng 2 luôn thì anh chị các bạn mình cũng sẽ được nghỉ thôi. Tại ngày mùng 2 nó sẽ lọt vào ngày thứ 3, đó là mình sẽ nghỉ bù cho ngày thứ 7 hay chủ nhật gì đó. Thì anh chị nào mà có quan tâm thì mình cứ tranh thủ trong cái dịp này được 4 ngày liên tiếp được mà. Nên là đến với Dũng Đại Phát nha. Tại vì hôm nay mình thấy giá cả xe nó cũng tốt, là một hai nữa là có được giảm nữa. Đúng rồi, giảm rất là nhiều. Và chính Thu là một người chủ doanh nghiệp, là một người chủ cửa hàng, Thu sẽ đứng ra bán hàng và hỗ trợ tất cả các khách hàng mà đã nhắn tin, gọi điện với Thu. Thì Thu sẽ trực tiếp hỗ trợ mình được cái giá tốt nhất, được cái ưu đãi tốt nhất trong cái dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và ngày giỗ tổ Hùng Vương này nha các bạn nha. Dạ rồi, chính chủ cửa hàng ra báo giá rồi, nhưng mà đâu có sợ nữa đâu các bạn. Không phải là nhân viên nên không có sợ bị cấp trên, cấp dưới, cấp này, cấp nọ nữa. Ok nha, còn video tới đây chắc là chị mình sẽ phải tạm dừng vậy thôi ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha, chúc mọi người đi chơi lễ được vui vẻ nha. Nhớ tình dụng Đại Phát nha. Xin chào. We'll be right back.